40 tỷ. Một đống này 40 tỷ á. 40 tỷ mua được một căn VIP rồi. Anh ơi, anh kiểm xem là nhà mình đã từng giàu như thế nào. Đây, cho em xem. Em quay hết một loạt đi. Đây toàn bộ là HO. Nếu mà tính là 5 triệu một sen thì cây này anh tính nhỉ? 1, 2, 50 sen. 50 sen là 5 năm, 28 thôi, 5, 4, 20, 200 triệu nhá. Ờ, thế cây đống của để dành đâu? Để dành của con á. Đây. Của con bảo là hồi ơi, chậu này 500 đi nhỉ? 500 thì cái lâm nhỉ? Ừ, 500. 500 bảo là để dành cho con đây. Chậu này thì của ông ngoại đây. Chỗ này của anh rẻ cũng 500 đây, thế là tổng chỗ này tầm khoảng 1.5 tỷ rồi. Còn bây giờ một cây như này là 200 triệu, anh tính à? Nếu mà tính như thế này thì mình đủ mua cả một dãy Vinmart của góc mượn 200 triệu là tính bình quân chỗ này là với anh Long đếm chỗ này bao nhiêu nhỉ? 200 cây à? 200 mà nhân với lại 200 triệu đi, 40 tỷ. Một đống này 40 tỷ á. 40 tỷ mà mua được một căn VIP rồi. Ok, đấy, vợ chồng tôi đã từng giàu như thế đấy các bạn ạ.